Anh à, cái chuyện mà anh Đạt á, anh đã đích thân tới đây với mời mình mà mình không đi á hả, mai mốt gặp lại ảnh á là mình không biết ăn làm sao, nói làm sao với ảnh nữa đó. Bận lắm. Bận gì? Bữa đó mình có làm cái gì đâu. Anh không muốn tới đó. Anh đó nha, em nói thiệt đó nha, anh kỳ lắm. Lý ra anh phải dẫn vợ của anh đi đây đi đó cho hiểu biết. Đằng này để ở nhà không hả? Chồng con thiệt á, nản luôn á. Thôi được rồi, anh cũng no rồi, cả nhà ăn cơm đi. Nè 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 nè, làm gì kỳ cục vậy? Nói cho anh biết nghe chưa, hồi xưa tôi cao giá lắm đó. Biết vậy hả? Hồi xưa lấy anh Đạt cho rồi. Cái gì? Em mới nói cái gì đó? Lấy tôi cho đã, bây giờ em hối hận hả? Phải, tôi hối hận rồi đó. Em nói thiệt không? Thiệt. Ghen hả? Làm gì vậy? Em lên phòng nghỉ đi. Tối nay tôi ngủ ở phòng làm bánh. Ê ê ê ê, cái gì mà kỳ cục vậy? Anh làm vậy cả nhà biết vợ chồng mình gây lộn thì sao? Em nói là em hối hận mà. Tôi đi cho em vừa lòng. Trời ơi, cái gì vậy không biết nữa. Tôi nói hồi nào? Em mới vừa nói lúc nãy đó. Trời ơi, giỡn chơi, giỡn chơi, giỡn chơi. Giỡn chơi để thử lòng anh thôi mà. Kỳ quá, ngồi xuống thôi mà. Trời ơi, em chỉ thử lòng anh thôi hả? Sao anh kỳ cục quá à? Ngồi xuống đi. Không mà ăn cơm lát tụi nó ra thấy vợ chồng gây lộn không được đâu. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, tụi nó ra kìa. Chú mừng của mày á, lúc nào trong chuyện này, trong tình huống này cũng luôn luôn thắng. Đúng rồi, chú nói đúng rồi đó. Hồi nãy á, chú mừng kêu trên thấy rõ luôn. Nè, chuyện tình cảm vợ chồng á, nhiều cái khó nói lắm. Mà con không hiểu tại sao nha, mà chú mừng không chịu đi dự tiệc của chú Đạt á. Tại mày không biết á, chuyện lại vậy nè. Ngày xưa á, chị Cúc của mình nè, chị thích anh Đạt. Nè nè, mày nhớ không, cái đợt trước á, anh Đạt ghé thăm thầy á, chị Cúc á chỉ cần nhìn anh Đạt một chút thôi, nhìn một hồi cái tự nhiên mặt đỏ ửng hồng lên. Ồ, tâm lý đàn ông mà, nghĩ sao ông mừng chịu được. Ồ, hèn chí mà hồi nãy nhắc tới chú Đạt một cái tự nhiên thấy chú mừng nổi nóng lên. Còn đúng, còn cô Cúc giống như là gậy chú mừng vậy đó. Ủa Quân, không ăn cơm đi đâu vậy con? Dạ con không đói, con muốn đi dạo một chút. Con thấy thằng này nó cực kỳ sao chú? Sao kỳ? Nó có vẻ như là đang giấu giếm cái chuyện gì đó mà không muốn nói cho hai chú cháu mình biết. Theo con á, nó giấu giếm chuyện gì vậy? Thì giống như là hôm bữa nè, con hỏi nó là quê quán ở đâu, rồi nhà nó có bao nhiêu anh chị em, rồi anh chị em nó tên gì, trai hay là con gái, rồi hàng xóm nó khỏe không hay là như thế nào. Nó không trả lời con chú. Nó không trả lời con luôn? Nó không thèm trả lời con một tiếng nào luôn đó chú. Mày ngu tào lao. Mày hỏi lần thôi, mày hỏi hoài người ta không trả lời thôi. Nhiều chuyện gặp tao á, tao ký đầu mày rồi. Anh tìm ra được Gia Bảo chưa vậy? Anh không nghe tôi hỏi gì hả? Anh tìm ra được Gia Bảo chưa? Tôi đã liên lạc được với Gia Bảo rồi. Anh liên lạc được từ lúc nào? Sao không nói cho tôi biết? Bây giờ nó đang ở đâu? Yên tâm đi, từ từ tôi sẽ giải thích cho chị hiểu. Hiện giờ Gia Bảo vẫn bình an vô sự, chị không cần phải lo lắng gì cho Gia Bảo cả. Xin lỗi, cảm phiền cô ra ngoài một chút. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Anh nói đi, hiện giờ con chúng ta ở đâu? Có phải nó đi ăn chơi ở chỗ nào, hay là yêu đương nhăng nhít với con bé nào rồi gặp rắc rối đúng không?
Không phải là mấy chuyện đó. Vậy chứ chuyện gì? Gia Bảo nó không cho ai biết về mấy chuyện này. Gia Bảo nó đang cố gắng từng ngày để anh Đạt nhìn thấy khả năng thật sự của nó. Con nó muốn như vậy. Em à, chúng ta nên tin tưởng vào nó. Anh không bao giờ thay đổi thì có cố gắng cũng vô ích thôi. Em đã nghĩ ra cách để khống chế anh ta. Anh thấy cái áo này em mặc hợp không? Em thấy có vẻ nó không hợp với em lắm. Anh lựa bộ khác cho em đi. Ừ, được rồi. Rồi xong. Quay cho má coi coi. Khoan. Trời ơi, con càng nút áo kiểu gì kỳ vậy hả? Đây nè. Rồi xong. Quay trước coi coi. Rồi xong. Quá đẹp. Nè, một lát á, có gặp bà á, bà hỏi con đi đâu thì con nói lạ đi dự sinh nhật của bạn, nghe chưa? Con nhớ rồi. Con mà... là cái gì vậy? Má làm như ba dễ lừa gạt lắm vậy đó. Còn bà con nói dối nữa. Thì má kêu con sao á thì con làm y chang vậy đi. Với lại là má nói thêm vô là ba sẽ không nghi ngờ con gì hết. Mà nè, con gái mà áo đầm đẹp quá, tại sao mặt mày bí xị vậy? Nó bó chân quá, con đi không có được. À, trời ơi, con đứng yên cho má coi coi. Vậy hả? Con gái mặc áo đầm mới đẹp. Nè tiền nè, để coi coi. Thôi lấy hết đi, đi ra ngoài tiệm hoa mua một cái lẵng hoa thiệt là bự cho má. Nhớ là hoa hồng nghe chưa, thiệt là đẹp rồi gửi tặng. Chứ người ta tới nhà mình đích thân mời mà không đi là kỳ lắm, con hiểu không? Con biết rồi, má dặn con 80 lần rồi. Vậy chứ mà bây giờ con có nhớ không? Nhớ, dạ nhớ. Rồi nhớ thì đi. Đi dạ. Ê khoan khoan. Còn nữa. Thôi không nhớ, đi. Đi. Từ, té. Khoan, Mi, để má với. Dạ má. Đi cái gì mà lẻ dữ vậy? Nè, con quên đem thiệp rồi. Dạ. Nè, con nhớ không? Con nhớ là con phải. Rồi, con nhớ rồi. Tới một tiệm hoa thật là đẹp, mua một lẵng hoa thiệt là to, ghi là gia đình thầy Phan và ông Lê Văn Mừng chúc mừng công ty Thành Phát làm ăn phát đạt. Rồi giỏi, thôi đi đi kẻo trễ. Ok madam. Ok. Trà My cũng tới đó, lỡ phát hiện ra mình thì sao? Tự tính quá. Tôi nhìn xem chút nữa nhờ không ra. Ủa anh làm gì ở đây vậy? Tôi đi làm thêm. Làm thêm? Làm thêm ở đâu? Hồi trước tôi với mấy người bạn có xin vô học việc trong tiệm bánh của công ty Thành Phát, nhưng mà tôi không được người ta nhận. Bây giờ có mấy người bạn đang tổ chức tiệc ở trong đó nhưng thiếu người nên gọi tôi ra phụ. Còn cô, hôm nay cô đi đâu mà đẹp dữ vậy? Tôi hả? Tin, tôi có gì nè? Thiệp mời của công ty Thành Phát. Vậy là cô cũng đi tới đó hả? Đúng rồi, tôi phụng lệnh của má tôi, tình của má tôi đó. Vậy đi chung đi, tôi cũng không rành đường. Ok. Tới giờ rồi. Lên xe đi. Đi. Nhìn phía bên trên cũng tạm ổn rồi đó. Nhưng mà còn một cái bên này hạ thấp xuống một chút. Dạ. Xíu nữa bạn và bạn sẽ phụ trách mời khách vào, sau đó phân chia cho các bạn. Dạ. Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, tất cả mọi người chuẩn bị bố trí công việc đi nha. Dạ.
mọi việc rất là tốt. Bây giờ các bạn chuẩn bị phần còn lại giùm mình đi ha. Mọi người đi làm việc đi. Dạ. Dạ. Dạ xin chào. Chú, chú có phải là chú Nam không ạ? À? Đúng rồi. Dạ, tổng giám đốc đang đợi chú bên trong. Con mời chú ạ. Dạ cảm ơn. Vô đi. Thưa tổng giám đốc, chú Nam tới rồi. Ừ. Dạ. Chào anh. Chào tổng giám đốc. Lâu quá mới gặp, mời anh ngồi. Dạ. Xin lỗi anh nha. Tôi biết là bữa nay anh rất bận rộn, tôi không nên làm phiền. Nhưng đây là sự việc rất quan trọng. Chuyện của công ty đương nhiên là quan trọng rồi. Tôi không thấy phiền gì đâu. Anh cứ nói đi. Không có thời gian nên tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi xin từ nhiệm vị trí trong hội đồng quản trị. Sao từ nhiệm? Sao lại bất ngờ quá vậy? Tôi già rồi anh Đạt, cũng đã đến tuổi về hưu. Tôi chỉ muốn ở nhà được sum vầy với con cháu, cho nên tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình. Tôi nghĩ nếu mà anh muốn bán lại số cổ phần của mình thì quyền ưu tiên anh phải bán lại cho người của công ty Thành Phát mới đúng. Đúng rồi. Chính vì vậy nên tôi đã bán mà không chút do dự, và cũng chưa hỏi qua ý anh. Anh nói vậy là sao? Ủa anh chưa biết gì sao? Dạ em chào anh. Vợ tôi đâu rồi? Dạ chị đang chờ anh ở trong phòng tiệc. Ba coi hôm nay má có đẹp không nè? Con bé này, con á chỉ giỏi nịnh má thôi. Con nói thiệt mà má. Minh, con đi ra ngoài đi. Ba có chuyện cần nói riêng với má con một chút. Con ra ngoài phụ chị hai tiếp khách đi. Chú Tài. Dạ. Dạ. Tại sao em mua lại cổ phần của anh Nam mà không cho tôi biết? Cái ông già đó đúng là một người đơn giản, không hề có một chút tham vọng nào. Em đang mưu mô tính toán điều gì? Em tự mua không được sao? Em muốn có vị trí ngang bằng với anh. Cô nói cái gì? Nói thẳng ra là ngoài mối quan hệ vợ chồng thì em còn muốn trở thành đối tác của anh. Em muốn bày tỏ quan điểm và mong muốn của mình một cách thẳng thắn và bình đẳng với anh. Và muốn làm được như vậy thì phải có quyền lực trong tay. Thì em dùng tiền để mua quyền lực đó. Anh đã hiểu chưa? Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Vì bản thân mình mặc kệ người khác, cô lúc nào cũng làm theo ý của mình. Người nào làm trái ý cô chắc khó có còn được sinh sống. Bây giờ cô có quyền lực rồi đó, cô muốn cái gì nói thẳng ra đi. Tôi muốn anh xóa tên thằng Phạm Hữu Nguyện ra khỏi gia đình. Nếu như anh đồng ý thì tôi sẽ sang tên toàn bộ số cổ phần của tôi cho anh ngay lập tức. Nếu như tôi không đồng ý thì tôi sẽ dùng số cổ phần đó giành lại quyền lợi cho má con tôi.
cũng lâu lắm rồi. Anh mới nhìn em như vậy. Anh thấy tôi khác ngày xưa lắm phải không? Anh nghĩ là tôi không dám làm gì hả? Tôi sẽ từng bước làm cho anh xem. Ba má, sao ba má vẫn còn ở đây ạ? Sao tới giờ làm lễ rồi? Ba má phải ra ngoài phòng tiệc để chuẩn bị đón khách nữa ạ. Ừ. Dạ thưa ba, khách đến đông lắm rồi ạ. Anh à, thôi mình đi ra ngoài đi. Để khách người ta đợi là không tốt đâu. Má, má cũng chuẩn bị nhanh rồi đi ra nha. Con ra trước à? Ừ, con đi đi. Chị. Chà, hôm nay chị đẹp quá ta. Hôm nay chị mặc chiếc váy này nhìn đẹp lắm đó. Cảm ơn chị nha. Hôm nay chị cũng xinh đẹp rạng ngời luôn á. Đúng là bà chủ thành đạt có khác. Chị quá khen. Chị à, nè, chị đã suy nghĩ chuyện hôm bữa tôi đề nghị với chị chưa? Hôm nay tôi muốn bàn thêm với chị nè. Sao nhưng chị? Mà tôi đồng ý hùng vốn với chị rồi. Hả? Vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ờ, để xong tiệc ngày hôm nay chúng ta ra cà phê để bàn chuyện chi tiết hơn. Tôi tính rủ thêm vài người bạn nữa, nhưng mà giờ chị đồng ý rồi thì tôi ưu tiên hết cho chị. Trước nay tôi đâu có biết đầu tư hay là làm ăn gì đâu. Lần này là chỗ thân thiết, tôi tin chị, tôi mới bỏ ra một số vốn lớn để mà làm ăn với chị. Làm ăn với tôi thì chị cứ yên tâm, không sợ lỗ vốn đâu. Tôi không bao giờ để cho bạn bè bị thiệt thôi. Chị cứ yên chí. À chị à, tiền cũng sắp bắt đầu rồi đó. Thôi mình vô đi. Dạ. Dạ xin mời. Cạn ly. Mẹ Hoành Thắng à. Đúng rồi, được làm tốt nè, cố gắng chú đáo nha. Dạ xin mời. Chị ơi, cho em hỏi là em được mời tham dự tiệc ở đây. Được rồi, mời chị. Dạ, vào trong. Dạ em cảm ơn. Anh kia. Thụy Minh, bà mới tới hả? Ừ, Lan Anh mới tới. À, Thụy Minh, hình như có người theo dõi Lan Anh đó. Theo dõi Lan Anh? Ừ. Lan Anh biết ai không? Lan Anh không biết, nhưng mà Lan Anh đi ngoài đường có gặp một đám chăn dắt thì tình cờ gặp hắn luôn. Hắn đang ở ngoài kia kìa. Thôi được rồi, để đó mình lo cho. Chú Tài. Có gì hả con? Dạ, bạn con vừa mới tới. Bạn đã nói là có người theo dõi nãy giờ. Chú ra ngoài xem giùm con nha.
Được rồi, con cứ tiếp khách đi. Chuyện này cứ để cho chú lo. Dạ. Xong rồi, Lan Anh khỏi lo nữa. Tự nhiên thoải mái đi, vô đây với mình. Chào cô dạ, chú. Chào cô chú. Dạ. Chào chú gửi. Dạ, mời cô chú dạ, vào trong. Cô chú vào trong. Vô bà. Chào chú. Dạ, chào chú. Buổi lễ sắp sửa bắt đầu rồi. Các anh xem kỹ lại tất cả các khâu, nhớ phải chú ý an toàn. Dạ. Kiểm tra kỹ thiệp mời, ai có thiệp mời mới được vô, hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Thôi để em kiểm tra, sắp xếp lại mọi thứ. Ừ, làm gì đi. Hai anh đi kiểm tra một vòng cho tôi nha. Bây giờ tôi phải vô trong tìm mấy bạn của tôi rồi, để còn biết công việc mà mình phải làm nữa. Ừ, được rồi. Lát nữa My cứ về trước đi, khỏi phải đợi tôi. Tại vì xong việc tôi phải dọn dẹp, chắc còn lâu mới được về. Vậy thôi. Bye bye nha, làm việc tốt nha. Sảnh B đây có bao dậy chưa? Được rồi. Cái tên này làm gì ở đây? Hay là cứ đi vô đại, mình chỉ kiếm Lan Anh thôi mà. Vô né mấy người trong nhà đó ra là được chứ gì. Mình không thể mất dấu Lan Anh được. Thủ Nguyện trời đất ơi, đi đâu cũng gặp nhóc hết trơn vậy. Anh làm gì ở đây? Ôi trời, hôm nay mặc váy nữa. Ủa? Mang giày cao gót nữa, giống con gái hơn rồi đó. Anh mà còn gọi tôi là nhóc nữa, tôi sẽ cho anh biết tay á. Tôi hỏi anh làm gì ở đây, sao anh không trả lời? Tôi đi công chuyện. Không lẽ tôi phải báo cáo với cô nữa hả? Còn cô, hôm lãng hoa đi đâu đây? Tôi thay mặt gia đình đem lãng hoa này để tặng và chúc mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty này nè. À, vậy hả? Thôi, tôi có việc gấp rồi, cô cứ thông thả đi nha. Bữa giờ anh đi đâu mà không về tiệm bánh, học làm bánh từ ông ngoại tôi? Bây giờ tôi chưa có về được, tôi phải đi chuyện gấp rồi. Thôi cô đi đi nha. Nè, nếu là tại tôi hay ăn hiếp anh hay là làm gì đó anh không thích thì anh bỏ qua nha. Cái gì vậy trời, chắc bữa nay trời sập quá. Tự nhiên hôm nay có người đổi giọng ngọt nữa, đổi hết da gà rồi nè. Nè, cô có bị sốt không vậy? Rồi uống thuốc chưa hay là uống lộn thuốc rồi đó? Người uống lộn thuốc đó, anh mới là bị khùng á. Đừng có ra đường mà làm chuyện gì bậy bạ nghe chưa. Tôi có làm cái gì á thì cũng không ảnh hưởng tới cô đâu. Bây giờ á, mặc đồ đẹp giả bộ quan hiền với tôi nữa hả? Không có giống cô bình thường chút nào hết á. Thôi tôi đi đây, tôi đi á. Nè nè nè, Thủ Nguyện, chờ tôi. Anh kia, anh đi đâu đó? Tôi đi vô trỏng tìm bạn. Vô trỏng tìm bạn? Đúng rồi. Ở trong đó đang tổ chức lễ lớn, ai có thiệp mời mới được vô. Anh có thiệp mời không? Thiệp mời hả? Tôi không có. Vậy anh không được vào. Anh ơi, tôi có thiệp mời, anh này đi chung với tôi, hay là anh thông cảm cho anh vô chung luôn đi. Xin lỗi cô, thiệp mời có ghi rõ ràng là mỗi thiệp chỉ được một người thôi. Theo thiệp mời thì mời cô vô bàn lễ tân, sẽ có người hướng dẫn tiếp. Còn anh này không có thiệp thì không được vào. Anh ơi, bạn tôi ở trỏng á, tôi chỉ muốn vô đưa đồ xong tôi ra liền. Mấy anh cho tôi vô đi. Xin lỗi anh, đây là quy định, chúng tôi không làm khác được.
Nhưng mà anh kia, anh mà quấy phá ở đây là chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh với anh đó nha. Anh ơi, cho tôi vô đi mà anh. Nè, để tôi.